Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là buổi live stream cuối cùng của bà Phương Hằng theo bức tâm thư của bà viết. Nhưng liệu thực sự đây có phải là buổi giao lưu cuối cùng không nha các bạn? Ta hãy theo dõi đoạn video sau với những phát biểu và những cảm nghĩ của Phương Hằng. Sau buổi live stream này, mụ có động thái gì mà để gọi rằng là buổi live stream cuối nha các bạn? Theo mình nghĩ thì trong buổi live stream này, mụ không có đề cập gì đến cái việc mà mụ live stream bữa cuối cùng. Nhưng mụ chỉ hát hò, nhảy múa và uống rượu. Bên cạnh đó, mụ cũng chia sẻ một số vấn đề về cái việc mà cũng liên quan đến sao kê, rồi cũng liên quan đến giới nghệ sĩ, rồi mụ cũng lại chửi bới lung tung xà bàn hết quý vị ạ. Và theo cái động thái của mụ thì khả năng cũng đây cũng chưa chắc là một buổi live stream cuối cùng của mụ đây các bạn ơi. Và chúng ta cứ theo dõi nha các bạn. Cho nên là cũng muốn nhậu lai rai với lại mấy đứa nhân viên. Rồi tâm sự với quý vị một chút. Rồi tôi sẽ có buổi giao lưu lúc 8 giờ là 20 giờ đó quý vị. Thì bây giờ còn sớm. Cho nên là chơi với quý vị. Cho tôi được tự nhiên nha quý vị. Cho tôi được tự nhiên là tôi có thể uống rượu, rồi tôi có thể nhậu nhậu chút nha quý vị, với lại nhân viên của tôi. Bởi vì là thi thoảng mới có một dịp, vì đang giãn cách, cũng cố gắng. Nhân viên của tôi đang ở trong Đại Nam, ba ở ăn đi làm, tất cả là tại chỗ hết. Cho nên là được chia sẻ với quý vị, rủ quý vị nhậu online nha quý vị. Bữa nay mình vô một chút ha. Rồi đằng nào 8 giờ tôi cũng có cuộc giao lưu, cho nên là phải giữ gìn sức khỏe chút xíu. Có khi sau 8 giờ rồi xả tiếp. Hôm nay thì cũng có nhiều cái câu chuyện cũng muốn đưa đến quý vị, nhưng mà không bao giờ để cho quý vị phải thắc mắc gì cả. Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi cần phải nói nha quý vị. Rồi tôi sẽ trở lại chỗ ngồi và tôi sẽ từ từ tôi sẽ chia sẻ với quý vị hơn 2 tiếng. Và sau đó tôi nghĩ khoảng nửa tiếng tôi sẽ trở lại để giao lưu với chị Lan, rồi em Hiền, rồi một vài người cho quý vị chỉ đặt câu hỏi thì tôi trả lời nha quý vị. Cho tôi vào chỗ ngồi đi, tôi sẽ chia sẻ với quý vị nha. Mặc dù là hôm nay tôi không khỏe đâu quý vị, nhưng mà hôm nay chủ nhật cuối tuần thì cũng ráng like vui với nhân viên với lại quý vị nha quý vị. Bởi vì kiểu gì thì tôi cũng rất là chỉnh chu để thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với quý vị. Quý vị ha, cho tôi trở lại chỗ ngồi. Hello, xin kính chào tất cả các bạn đang ở trên TikTok ha. Ok. Thì hôm nay thì quý vị, sáng nay thì tôi có chỉ đạo viết một cái bức tâm thư gửi đến cho quý vị. Thì trước khi mà tôi quyết định cái gì thì tôi cũng phải có sự suy nghĩ tính toán. Là bởi vì tôi không thể lên cộng đồng mạng mà nói ngược nói xuôi, mà nhất là những cái câu chuyện thiện nguyện của chúng tôi thì không thể nói ngược nói xuôi được nha quý vị. Cho nên những gì tôi nói là tôi nói thật. Những lời bà nói ra, bà cho rằng bà nói thật thì ai là người chứng minh những lời nói của bà? Vì từ trước đến nay chưa có gì thấy mà nghe bà nói thật và mà nói thực tế từ đầu môi chốt lưỡi của bà cả. Chỉ toàn là những lời nói suông và nói xạo không à. Và vì sao tôi phải nói như vậy? Thì quý vị cũng biết rằng là tôi nói luôn cho tất cả những người mà đang cố gắng chống đối tôi, nó không có nghĩa lý gì cả. Và đặc biệt là thằng Nhâm Hoàng Khang nó nói rằng là nó sẽ sao kê cái vấn đề mà làm từ thiện của tôi, thật nghe thật là hôi nách. Nó có tư cách gì quý vị? Vì tiền của tôi bỏ ra, tôi làm từ thiện, tôi vui thì tôi làm, tôi buồn thì tôi nghỉ. Có tư cách gì mà để sao kê tài khoản của tôi, mà nếu mà xâm nhập vào công ty của tôi, vào tài khoản của công ty tôi, thì lập tức tôi sẽ đưa nó đến công an. Vì nó không có tư cách như vậy. Và một đứa con nít ranh, rất là ranh, rất là mất dạy. Và nó cố gắng làm hết những gì có thể để thể hiện cái sự mất dạy của nó. Và đặc biệt một điều là tôi chưa bao giờ đi quyên góp tiền của ai để rồi phải sao kê, dùng hai từ sao kê cho công ty cổ phần Đại Nam và cho bà Hằng, cho cái quỹ thiện nguyện, thật là hôi nách. Đúng không quý vị? Và khi tôi đưa cái thông tin đó lên thì tôi nghe một số nhân viên báo lại là có nhiều người nói rằng là tôi làm xong rồi tôi chạy. Tôi bao giờ chạy? Cái câu chuyện của tôi làm thì tôi đã làm rồi. Bây giờ thì tới pháp luật chứ tại sao tôi phải đi hầu hạ mọi người?
Đúng không quý vị? Cái gì nói thì tôi đã nói rồi, cái gì làm thì tôi cũng đã làm rồi. Cái câu chuyện còn lại là của pháp luật. Còn nếu như mà câu chuyện của tôi thì tụi nó đã đối đầu với tôi lâu rồi. Đúng không quý vị? Cho nên hôm nay á là tôi tuyên bố tôi dừng cuộc chơi này lại là bởi vì tôi cứ chơi một mình hoài sao? Đúng không quý vị? Và bây giờ là cuộc chơi của pháp lý. Còn nếu như mà nói chơi với tôi á, thì không có kẻ nào dám đối đầu chơi với tôi ngoài những kẻ núp lùm bẩn thỉu mà suốt tháng nay vẫn cứ phải núp lùm. Tôi chơi chi phí vậy? Tôi phải có thời gian để nghỉ ngơi và hạnh phúc gia đình con cái của tôi. Đúng không quý vị? Vì cái cuộc chơi của tôi là cuộc chơi chính nghĩa mà chả có đứa nào dám ló đầu ra chơi với tôi. Chỉ có một mình tôi độc, gọi là độc địa có một mình, đơn độc có một mình chiến đấu. Đúng không quý vị? Và bây giờ nói rằng là tôi banh ra xong rồi tôi chạy, đúng rồi, để cho cơ quan công an người ta vào chứ. Chẳng lẽ tôi một mình đi lên chơi một mình hoài sao? Nếu tôi lôi ra thì bao nhiêu cái thói hư tật xấu nữa. Tôi thấy đủ là tôi thấy đủ rồi. Và quý vị thấy rằng những cái người mà cố tình đối đầu với tôi á, xin lỗi quý vị, không xứng đáng. Cho nên tôi đã hiểu cái giá trị của tôi là tôi phải bảo toàn. Và tôi cũng mệt rồi là bởi vì sao? Tôi chơi có một mình. Và những người mà tự xưng là anti-fan của tôi á, xin lỗi quý vị á, không xứng đáng. Vì nó quá khập khểnh. Cho nên tôi nhận ra một cái điều nực cười quá đi. Nếu mà đối đầu với tôi á, nó phải có sự gọi là cân bằng một tí hoặc thấp kém một tí, còn đằng này xa vời vợi. Chỉ là biết không, núp vô rồi để thỏa mãn cái nhục vọng của mình là lên chửi trong một cái nhóm nào đó, trong một cái Facebooker nào đó, của một đám nào đó để thỏa lòng thỏa dạ. Không dám trường mặt ra bất cứ một đứa nào. Vậy thì quý vị thấy rằng là tôi nói có lý không? Họ không xứng đáng. Không xứng đáng để chơi. Các bạn thấy không, ngày xưa Nhâm Hoàng Khang là một tay đắc lực trợ lý của bà Hằng. Nhưng sau khi Nhâm Hoàng Khang dính vào vụ VOV, thì bà tìm cách lẩn tránh Nhâm Hoàng Khang. Và khi Nhâm Hoàng Khang đối đầu với bà, thì bà hôm nay lại lôi Nhâm Hoàng Khang ra chửi bới và công kích rất thậm tệ trong suốt một hơn vài tuần qua. Và đến nay vẫn chưa chịu dừng lại khi Nhâm Hoàng Khang có rất nhiều động thái công kích và đưa ra bằng chứng, rất nhiều bằng chứng để nói về cái quá khứ dơ giấy của bà. Thì đây là một cuộc chiến mà cho rằng không cần sức. Khi Nhâm Hoàng Khang là một người hiểu biết và một người rất rồng công nghệ thông tin. Và cuộc chơi này bà tuyên bố bà dừng hẳn bởi vì Nhâm Hoàng Khang là tay đắc lực của bà. Nhưng bây giờ bà không còn ai để dùng và để nhờ đỡ nữa. Cho nên bà chiến đấu chỉ một mình. Bà không thể thắng được ai cả. Không xứng đáng để chơi và không cân sức để chơi. Cho nên mãi mãi chỉ núp lùm. Chơi không vui rồi, đúng không quý vị? Có gì đâu để vui nữa đâu. Chẳng lẽ tôi chơi một mình tôi chơi hoài. Tôi lên tôi gào hét con mình tôi hoài giống bà điên. Đúng không quý vị? Và đặc biệt là thằng Nhâm Hoàng Khang là cực kỳ là khốn nạn. Như một con chó ghẻ. Đi lang thang khắp nơi để phá làng, phá xóm, để kích động, kích tướng. Và có người nói rằng thằng Nhâm Hoàng Khang khui tôi ra tôi sợ. Nó là cái chó gì mà nó khui tôi ra? Nó tư cách gì để nó khui tôi ra quý vị? Quý vị thấy có buồn cười không? Và toàn là những cái đứa không có não, nó chơi mất thời gian của tôi. Nó phung phí sức khỏe và thời gian của tôi. Cái gì tôi làm tôi đã làm, cái gì tôi đã nói, cái còn lại để cho pháp luật xử lý. Bởi vì tôi không phải là con rối để làm vui lòng người này, mát ruột người kia. Đủ rồi. Và những cái thành phần chống đối với tôi á, nó rẻ bèo, không đáng với cái level của tôi. Tôi khui ra, tôi làm ra để công an vào, pháp luật vào, xử lý và tất cả chúng ta nhìn vào những cái góc khuất bỉ ổi của tụi nó mà né tránh ra. Còn nếu về nói về cái level của tôi với tụi nó thì nó có cửa nẻo gì với tôi, làm sao đi so sánh được với bà Hằng. Nói ra nghe khó chịu hả những anti fan, nhưng là sự thật nha. Tại vì tôi là bà chủ Đại Nam, một công ty rất lớn, và tôi là người thành công, giàu có thật sự. Tôi vui thì tôi giúp, tôi buồn thì tôi thôi, làm gì được nhau, làm gì có tư cách để chấp vấn tôi, để môi móc tôi và phai đao tôi.
chưa đủ tuổi, chưa đủ tư cách. Và mình phải coi lại là mình muốn xét nét ai, mình phải coi mình là ai trong cuộc đời này, mình có giá trị gì không, hay là mình chỉ có cái mõm thúi đi chọc người khác, chỉa người khác, bình luận người khác, tự cho mình là anti fan của bà Hằng. Các bạn nghe cái giọng điệu điêu hoa của bà này, khó mà bà dừng cuộc chơi trong lúc này đó các bạn. Trong lúc bà đang cao trào, bà đang hướng về tất cả những người mà bà đang công kích, thì đây chắc có lẽ chỉ là một lời hứa suông của bà thôi nha các bạn. Nếu biết bà muốn dừng cuộc chơi hay không thì động thái sắp tới của những ngày tiếp theo ta hãy theo dõi rồi mới biết hẳn nha các bạn. Chứ bây giờ chúng ta đừng có vội tin bà này. Biết đâu đây cũng là một cái bẫy để cho bà câu view đấy các bạn ạ. Cái loại cùi bắp, cái loại dẻ rách mà tự xưng mình là anti fan của bà Hằng. Ngu đỉnh luôn. Hiểu từ anti fan không? Hiểu cái kẻ đối đầu mình là ai không? Hả quý vị? Tôi xin lỗi quý vị nha, là tôi đang nói với những con người mà tự cho mình là anti fan của bà Hằng, nghe thiệt là sợ quá đi. Và có những con bánh bèo á đi núp lùm nói rằng tôi là anti fan của bà Hằng, thế này thế kia, tôi nghe mắc ói quá. Quý vị ơi, không nói thẳng vô não tụi nó thì tụi nó không mở não nó ra. Nó chỉ có cái miệng để đi xiên xỏ người khác mà không làm được cái giá trị gì cho cuộc đời, mà tự xưng là anti-fan, nghe thấy mắc ói. Và thêm một thằng nữa là bạn của thằng Nhâm Hoàng Khang cũng tấn công vào chúng tôi. Tôi nói rõ cho quý vị như thế này. Thứ nhất, tiền của chúng tôi đi làm từ thiện, không ai có tư cách xét nét. Thứ hai, chúng tôi không đi quyên góp. Và chúng tôi đã làm rất nhiều năm. Tôi có đi quyên góp tiền qua ai không? Trong đó tôi đã hủy, tôi đã xóa từ bao năm nay. Cũng bươi móc tấn công vô. Bà không đi quyên góp, nhưng bà chỉ ngồi một chỗ, bà âm thầm mà kêu gọi trong cái quỹ hàng hữu. Nếu không kêu gọi thì làm sao trong có cái quỹ hàng hữu có đến 200+ tỷ? Vậy tiền đó ở đâu ra? Làm gì được tôi? Và tiếp tục nữa, tôi lôi đầu ra, tôi thưa công an tiếp tục, tôi để cho luật sư tôi lôi ra hết. Khi nào công an làm tới đâu tính tới đó. Tại sao vô duyên vậy? Tôi có lấy của ai đồng bạc nào không? Tại sao những đứa nó đi quyên góp tiền, sao không lấy, không hỏi đòi nó? Và tôi cũng xin thưa quý vị một cái này. Thằng Trấn Thành nó nói rằng nó quyên góp 9,5 tỷ, và nó chuyển cho mẹ Hồ Ngọc Hà, và nó chuyển cho thằng Đại Nghĩa. Cái đó là câu chuyện của nó. Còn nó lấy của quý vị 9,5 tỷ thì nó phải có trách nhiệm với quý vị. Hai câu chuyện khác nhau nha quý vị. Thằng Trấn Thành, mày dẫn cái lỗ tai mày lên mày nghe, mày phải ói ngay 9,5 tỷ mà mày đã đưa cho mẹ Hồ Ngọc Hà và thằng Đại Nghĩa lại cho cộng đồng. Hoặc là mày phải chuyển cái 9,5 tỷ mà mày nói mày đã nhận vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay và luôn. Đúng không quý vị? Cái câu chuyện mà nó đem cho tiền người khác là chuyện của nó. Còn câu chuyện mà nó nhận tiền của quý vị là chuyện, câu chuyện của cộng đồng. Cho nên mày phải dẫn lỗ tai mày nghe rằng là mày phải chuyển 9,5 tỷ đó vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đúng. Vì mày tự ý mày mang đi không có sự đồng ý của người khác là mày phải chịu trách nhiệm. Quý vị thấy tôi nói đúng thì quý vị thả số 1 tôi đi. Buộc nó phải ói ra ngay và luôn cái 9,5 tỷ đó vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì cái câu chuyện mày lấy mày đưa người khác là chuyện của mày. Còn mày đi huy động tiền của nhân dân là mày phải chịu trách nhiệm, ói ngay và luôn 9,5 tỷ đó ra. Quý vị phải đập sập mặt nó để cho những cái người anti fan nó phải biết thế nào là lễ độ. Thằng Trấn Thành, mày có nghe không? Đây là đúng luật nha quý vị. Nếu quý vị thưa nó vẫn đi tù như thường vì tội chiếm đoạt tài sản. Còn cái câu chuyện mà nó lấy tiền, nó đưa ai là chuyện của nó. Bữa nay á, tôi sẽ nói cho quý vị nghe những cái điều cần phải nói về những con người dối trá này. Đấy, tất cả chúng ta phải hiểu luật. Đừng để cho nó lấy tiền của chúng ta, nó múa rìu qua mắt thợ và nó tự quyền quyết định. Bây giờ chúng ta phải đề nghị nó chuyển 9,5 tỷ đó vào Mặt trận Tổ quốc, vì đó là tiền từ thiện, còn tiền nó đưa ai là chuyện của nó với cá nhân người khác. Chúng ta phải quy kết nó ngay từ ban đầu. Còn lại nữa thì để công an vô cục. Đó, tất cả chúng ta phải hiểu luật. Nó không được quyền đó là bởi vì không có sự đồng ý của chúng ta. Cho nên mày phải ói ra 9,5 tỷ này ngay và luôn vào Mặt trận Tổ quốc. Rồi câu chuyện tiếp theo, hãy để cơ quan nhà nước làm việc với nó. Đúng không quý vị?
nó đâu có tự quyền được. Đó, tất cả chúng ta phải hiểu đây là luật, căn cứ vào luật đàng hoàng. Tôi đưa tiền cho anh đưa cho ai ngoài mục đích của anh là chuyện của anh, còn chuyện tôi đưa tiền cho anh là anh phải có trách nhiệm. Ngay từ ban đầu anh quyên góp từ cái gì anh phải thực hiện đúng cái đó, còn anh đưa cho ai cái đó là chuyện của anh với người khác. Cho nên chúng ta phải truy cùng đuổi tận cái 9 tỷ rưỡi này đầu tiên, để rồi cái câu chuyện tiếp theo là công an sẽ vào cuộc. Kiểu gì mày phải ối ra 9 tỷ rưỡi này đầu tiên, chuyển ngay vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó, tất cả chúng ta phải hiểu luật và để cho những người anti-fan của nó đi chống đối lại tất cả những điều lương thiện phải gục mặt xuống. Vì đây là sự thật, đúng luật luôn, không hề sai một tí nào. Đúng không quý vị? Chúng ta đưa có mục đích, còn nó sử dụng cái đó là chuyện của nó. Giữa nó và mẹ Hồ Ngọc Hà là một câu chuyện, và giữa nó với Đại Nghĩa là một câu chuyện. Chúng ta trao niềm tin cho nó, bây giờ nó phải trả cái niềm tin nó lại cho chúng ta bằng cách là phải chuyển vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một cái điều căn cứ theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Dân sự hay luật hình sự gì cũng đúng luôn. Còn nếu như nó không chuyển cái tiền nó vào là nó chiếm đoạt tiền của chúng ta, đi tù là chắc luôn. Mày nghe chưa, thằng Trấn Thành? Mày nghe rõ bà Nguyễn Phương Hằng này nói luật cho mày nghe chưa? Và ai đã đóng góp tiền cho nó? Kiện thẳng nha luôn. Là gì? Chiếm đoạt tài sản. Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân. Còn mày đưa tiền cho ai, mục đích gì của mày là giữa mày với những con người đó, không liên quan tới tiền của quý vị đã đóng góp cho nó. Đây là một sự thật nha quý vị. Chỉ cần một lá đơn thôi, nó đi tù ngay và luôn. Chắc chắn với quý vị một câu. Chị mày sẽ chơi với tụi mày từ từ, nếu muốn. Thế thôi. Còn tôi nói thật với quý vị á, nó lừa chúng ta quá lâu rồi, cho nên chúng ta dễ tha thứ bỏ qua. Và đặc biệt rằng á, những người cổ vũ nó quay qua cắn xé tôi, thì tôi sẽ cắn xé nó bằng luật pháp, để cho nó biết thế nào là lễ độ. Và tất cả chúng ta phải lật mặt nó ra, đề nghị nó ối ra 9 tỷ rưỡi đó, và yêu cầu nó phải chuyển vô Hội Chữ Thập Đỏ hoặc là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái câu chuyện đầu tiên là 9 tỷ rưỡi mày phải ối ra, nếu không mày vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bởi vì mày vướng vào cái là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của công dân. Tội này không có nhẹ đâu, với 9 tỷ rưỡi này nha, rất rõ ràng sòng phẳng nha quý vị. Hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Vậy thì quý vị nào đã đồng tình với tôi thì quý vị phải quất một lá đơn đi, còn không á, mày phải tự trọng, mày ối ra 9 tỷ rưỡi mày chuyển vào, còn mày đưa tiền cho ai cái đó là chuyện của mày. Mày dảnh lỗ tai lên mày nghe chưa, thằng Trấn Lột? Rồi tiếp theo nữa như thế nào? Tính sao? Được không quý vị? Được không? Và hôm nay tôi nghe nói con Việt Hương nó cáo bệnh rồi. Tôi lôi ra nữa thì một nùi nữa. Tôi không muốn, tôi mệt rồi, tôi không muốn nữa. Đúng không quý vị? Chứ nếu nó thật với quý vị á, tôi á mà muốn nữa đó thì chạy trời với tôi từng đứa một. Vậy thì mày phải lập tức mày ối ra 9 tỷ rưỡi này, còn nếu không á, chúng ta căn cứ vào nhiêu đó nó đủ đi tù rồi. Đúng đó quý vị, thật sự luôn đó quý vị. Mẹ mày, mày còn dám lên mày nói rằng là mày sao kê? Chưa đâu, cái phần đó hãy để cho Bộ Công an làm việc với mày. Nhưng cái đầu tiên là mày phải ói nhanh ra 9 tỷ rưỡi này. Bây giờ quý vị không tin tôi đúng không? Quý vị cứ tư vấn luật sư xem bà Hằng nói đúng hay sai. Hoàn toàn chính xác 100%, kể cả những người luật sư đang nghe tôi live stream nè. Có đúng hay không? Mày phải ói cái tiền này đã đầu tiên. Là vì tiền này là tiền của người công dân, người ta góp vào để mày đi làm từ thiện, còn mày đứa trái là chuyện của mày. Mày nghe rõ không thằng Trấn Lột? Quý vị cứ đi hỏi luật sư xem bà Hằng nói đúng không. Mày sẽ đi tù ngay và luôn, nhanh nhất có thể, với 9 tỷ rưỡi này chỉ cần một lá đơn thôi là mày đi xa. Rồi câu chuyện tiếp theo nữa, đi tiếp. Bây giờ quý vị hỏi hết luật sư coi bà Hằng nói đúng không. Chính xác 100%. Mày đưa ai là quyền của mày, là chuyện của mày. Còn tiền của bá tánh, của công chúng giao cho mày mà mày không có trách nhiệm là mày chiếm đoạt. Thật đó quý vị. Cho nên những cái anti-fan nào muốn binh nói nhảy vô đây nghe, nói tiếng anti-fan nghe mắc ối quá. Vì sao? Chưa đủ tầm, chưa đủ cỡ. Hãy nhớ là như vậy nha. Và người đang chơi cái cuộc chơi này là người có đầy đủ niềm tin, tư cách và sự thành công, cộng thêm sự hiểu biết. Thành ra tụi mày từ từ tao nấu là nhừ hết, không sót đứa nào. Tao không muốn chơi nữa thì tao nghỉ. Chứ đừng có bao giờ nói rằng là
Tao sợ tao chạy không có đâu. Cái lá gan tao 50 kg, chưa có một thế lực nào mà xô được tao ngã. Phải nhớ như vậy, tụi bay đừng có hư cấu, đừng có tự an ủi rằng là thằng bỏ sợ quá. Xin thưa với tụi bay rằng là muôn đời không bao giờ có. Cho nên quý vị phải hỏi luật sư thêm bà Hằng nói đúng không? Hai câu chuyện này khác nhau nha quý vị. Chỉ cần một lá đơn thôi là Trấn Thành đi xa. Còn nếu không ói ngay liền ra 9 tỷ rưỡi. Ý hệt như thằng Võ, Võ Hoài Linh. Chưa đâu, câu chuyện này á, là câu chuyện của pháp luật. Sẽ bắt đầu từ từ, nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị là câu chuyện này là phải làm ngay và luôn. Ói ra liền. Còn mày không ói ra thì đằng nào mày cũng được cộng tội hết. Tôi chỉ cho quý vị thấy những cái kẻ hở mà chúng ta đã bỏ qua cho nó đơn giản vậy sao? Không được. Mày ói ra ngay. Vì tiền nào ra tiền đó, mày tạm ứng niềm tin rồi mày đi buôn bán niềm tin rồi mày toàn quyền quyết định đâu có được. Không được. Mày phải chịu trách nhiệm 9 tỷ rưỡi này với những người đã tin mày. Còn mày đưa ai là chuyện của mày. Quý vị nghe cho rõ giùm tôi nha. Tao không phải là cái loại cùi bắp cho tụi mày múa mai quay cuồng, chưa tới lúc tao sâu đầu tụi bay thôi. Tao còn có luôn cái cơ sở tiền thuế từ năm 2017 tới bây giờ. Tao thống kê tất cả những cái show diễn của mày. Mày đóng bao nhiêu thuế, còn bao nhiêu mày đưa qua tài khoản khác để mày nhận. Mày chơi ông tao chơi cho mày tới thân bại danh liệt mà mày phải đi tù. Vì sao? Mày là một thằng cáo già. Mày thằng Đàm Vĩnh Hưng. Rồi thằng Hoài Linh nữa. Thấy không? Tôi nói với quý vị rằng tôi vạch ra tất cả, còn lại cho để cho cơ quan công an giải quyết. Nhưng tôi chỉ ra cho quý vị thấy rằng là cái sự lạm dụng tín nhiệm của nó dành cho quý vị là nó quá đáng. Và mày phải ói cái tiền này ra ngay và luôn. Đúng không quý vị? Quý vị không tin tôi, quý vị cứ hỏi luật sư tôi nói đúng không? Tiền nào đó tiền đó, không có nhập nhằng như vậy được. Cho nên á quý vị ơi, dạy cho tụi nó một cái bài học trưởng thành để làm người tử tế trước khi đi làm người của công chúng. Tụi mày phải có đạo đức, tư cách tử tế thì tụi mày mới đi làm người của công chúng được. Còn tụi mày mất dạy tới cỡ đó làm sao gọi là người của công chúng được. Đúng không quý vị? Tôi nói cho những người gọi là anti-fan, giãn nở cái não ra mà đi binh những cái thần tượng của tụi bay. Tụi bay á, mà đi binh những cái thần tượng này á, thì suốt đời tụi bay không trưởng thành được. Tụi bay ngu một lũ, cho nên nó xỏ mũi tụi bay, cho nên nó mới dắt tụi bay đi, nó tạm ứng niềm tin, xong nó sử dụng niềm tin của mọi người để nó đi làm trò tiêu khiển cho bản thân nó, nó đánh bóng tên tuổi nó, đúng không quý vị? Mày phải lập tức ói ra liền cái 9 tỷ rưỡi này, còn mày đưa ai kệ mẹ mày, phải chửi như vậy mới đúng đó quý vị. Mày đưa ai kệ mẹ mày, chỉ đó của mày, còn tiền của nhân dân đóng góp cho mày thì mày phải ói ra. Được không quý vị? Chính xác chưa quý vị? Còn không, mình thưa nó tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mà tài sản đây là ai? Tài sản của đồng bào đóng góp cho quỹ lũ lụt miền Trung. Và mày đã mở bao nhiêu tài khoản và mày đã quyên góp bao nhiêu lần rồi. Tụi mày là một loại ăn cướp. Tao chỉ nói cho dân nghe. Còn tất cả còn lại là phải chờ pháp luật vào cuộc. Nhưng tao chỉ lôi đầu mày ra cái câu chuyện 9 tỷ rưỡi này. Mày phải ói ra mày đền vô. Còn mày đưa ai là chuyện của mày. Được chưa? Xử nó vậy được không quý vị? Được không quý vị? Chính xác chưa quý vị? Ói ra ngay. Còn nếu không, tất cả chúng ta phải xử lý nó. Giống như là cái đám mà anti-fan nó tấn công bà Hằng. Mẹ tụi mày ngu không chịu được. Bây giờ nè, những người chính nghĩa đâu tấn công lại nó, bắt nó ói tiền ra. Được không quý vị? Trong khi chờ cơ quan pháp luật xử lý á, mình tấn công nó để nó ói 9 tỷ rưỡi này ra chuyển vào mặt trận tổ quốc hoặc là hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đúng chưa quý vị? Mày phải ói tiền này ra, nếu không á, tất cả những người chính nghĩa lôi đầu mày ra rồi. Bây giờ tôi nói nè, đây là cái cơ hội để cho báo chí chơi nè. Báo chí nào còn một chút lương tâm, đăng đi. Lôi nó ra đi, bắt nó ói 9 tỷ rưỡi này ra cho chính phủ đi, để có tiền giúp cho dân đi. Đó, đây là cơ hội để cho báo chí chính nghĩa lên tiếng đây. Chơi vậy nó mới nét, nó mới công bằng. Hay là tôi lôi nó tới như vậy rồi mà cũng im phăng phắc luôn. Hãy chờ nó địch cho mới đi đăng. Nhục lắm à. Nghe ghê không các bạn? Một CEO mà ăn nói thô tục và mất dạy như vậy đó các bạn. Thật là trơ trẽn tráo trở cho mụ đàn bà này. Tôi nói rất rõ nha. Tôi nói trước công chúng, trước bao nhiêu người xem livestream nha. Đúng không quý vị?
Tôi không nói sai. Buộc mày phải ối tiền ra. Câu chuyện này là của mày. Mày có xin phép ai chưa mà mày tự ý, mày dùng cái tư cách của mày, mày tự động, mày sử dụng số tiền của người khác. Đúng không quý vị? Bây giờ tất cả chúng ta là những người chính nghĩa phải xử thằng Trấn Thành này cho nó một bài học, để làm người tử tế trước khi làm người của công chúng. Vậy thôi, vậy thì những cái thằng tấn công tôi á, có đúng không? Vậy thì chúng ta tấn công lại nó. Và nè, bây giờ đây cơ hội nè, tất cả các mặt báo lan tràn giùm đi, đề nghị thằng Trấn Thành ối ra 9 tỷ rưỡi, chuyển vào tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ hay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giùm đi. Đó, đây là cuộc chơi chính nghĩa nè. Sạch thì không sạch là chỗ này nè, chẳng lẽ tôi banh ra tới như vậy mà còn binh giật tụi nó nữa thì thôi, là tất cả chúng ta đừng có trách tại sao bà Hằng. Bà nói quá đúng. Đúng không quý vị? Còn con Việt Hương với ông Đoàn Ngọc Hải với cái con Cúc đi quyên góp tiền từ thiện, số dư trong ngân hàng còn 10 mấy tỷ, nói hết tiền rồi. Cái trò lương lẹo này nó cũ rất. Tôi đề nghị công an vô cuộc càng sớm càng tốt. Người dân người ta mất niềm tin quá nhiều rồi. Tiền nào cũng là tiền của bá tánh. Tụi bay múa mai quay cuồng để rồi tụi bay bỏ túi hết. Quá bẩn thỉu luôn. Vậy thì còn cái niềm tin nào vậy làm từ thiện nữa không? Cho nên quý vị ơi, tôi nói nhưng trong tôi nó có sự bất mãn thật sự luôn. Để cho tụi mày làm mưa làm gió, nghĩa là tụi mày làm cha làm ông thiên hạ. Tôi cuối cùng lại á, chỉ có cộng đồng mạng á biết tụi bay là thứ gì thôi. Thật là bất mãn vô cùng khi người tử tế như tôi đi làm từ thiện và cái đám mất dạy này đi làm từ thiện. Buồn không quý vị? Cho nên tôi dừng lại, tôi không làm nữa. Vậy thôi. Và tôi nói nghiêm túc chứ tôi không có hăm he, bởi vì tôi chả có lý do gì để dọa quý vị cả. Cho hay không là quyền của tôi, tiền của tôi móc ra, tôi vui thì tôi làm, trân trọng tôi thì tôi làm, còn chà đạp tôi, không ai bảo vệ tôi không làm nữa. Mà đi bảo vệ cái đám mất dạy, đi bảo vệ cái đám mà đi rút ruột thiên hạ, đi rút ruột tiền của đồng bào thì bảo vệ nó. Đúng không quý vị? Tôi nói có gì sai không? Thì đây là cơ hội đây. Đây là một cơ hội to lớn để báo chí lên tiếng, đồng loạt lên tiếng, giặt mặt thằng Trấn Thành với thằng Đàm Vĩnh Hưng coi thử cái coi. Các bạn đoán thử xem, trong lúc cao trào như thế này thì chắc chắn đây có phải là buổi live stream cuối cùng của Mụ hay không? Theo mình nghĩ đây là một vở kịch, chắc có lẽ Mụ nghỉ vài bữa rồi Mụ sẽ quay lại thôi các bạn ạ. Những lời Mụ nói, Mụ hứa chúng ta khó mà tin được, chúng ta hãy chờ những động thái sắp tới của Mụ sẽ ra sao nhé. Thôi, nghe bà nói riết rồi nghe cũng chán quá. Thôi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem cái video này của mình. Đến đây mình xin kết thúc, xin tạm dừng và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.